Rồi, livestream Hàn Quốc về nhà bên Úc cho các chị nha. Em đang livestream. Rồi, hàng về rồi mình quay một số khách hàng. Đây là các đơn các anh các chị đã đặt rồi nè. Rồi chị nào muốn đặt nữa thì đặt sớm nha, để mình tranh thủ. Thứ nhất là những hàng mà ở cái vùng của mình đang ở mà nó bị thiếu thì nó có thể ship nhanh tới. Còn những hàng mà ở đây có thì mai mình đi bộ ra. Mình ở ngay gần trung tâm của Quang Vô Long nên đi bộ ra Nordstrom, Coop với lại Chemist cũng dễ, cũng gần nên mua cũng dễ lắm. Giờ này chắc chưa ai coi vì đang bận đi làm. Mình mua có 12 GB thôi nên dung lượng ít đó, nên mình tranh thủ đi stream rồi lát nữa các bạn này về á, các bạn này coi cho kỹ nha. Mình đi stream nước hoa trước cho các bạn. Chai này mình gom khá là nhiều. Mình giới thiệu với các bạn là nếu như muốn tìm một loại nước hoa dai, thơm, sang trọng, dạng như nữ tính mà nó quyến rũ vào mùa đông và ban đêm, một mùi ngọt ngào mà dạng như ấm áp thì bất hủ luôn, thì là nên mua một chai này đang sale rất là rẻ luôn, 100 ml mà em chỉ có, nói chung đang sale đến 80%. Các bạn cần biết thì các bạn IP cho mình nha. Chai này là bất hủ luôn, mùa đông cực kỳ thích, dai lắm. Rồi chai green tea mimosa hình như của ai hồi chiều mới IP mình, green tea mimosa 100 ml nha. Green tea mimosa tất cả đều là hàng chính hãng, đầy đủ bill của hãng gửi về hết. Mình đang ở Úc thì các bạn cần mua gì thì mua, chai rất là xinh ha, green tea mimosa. Rồi Elizabeth Arden Splendor, cái này đến 120 ml EDB nha. Eau de Parfum đó, EDB đó. Rồi ai mới thả tim vậy à, ai mới thả like vậy à, mới thấy ai đó mới thả like. Rồi tiếp nước hoa David Beckham, nước hoa David Beckham đang sale rất là, giá rất là tốt. 75 ml luôn, chai to. Mùi của David Beckham thì sang, cũng sang theo đúng cái phong cách của ảnh đó, đẹp trai sang chảnh nhạc đó. Thì rất là nhiều dòng của David Beckham đang sale, các bạn tranh thủ mua nha. Tất cả những cái chai này đều dưới 1 triệu hết, đang sale rất nhiều, 80% luôn, đều sale dưới 1 triệu. Nên các bạn này muốn có quà tặng cho người yêu, tặng cho chồng, rồi sưu tập nước hoa rồi gì đó thì mình tranh thủ mua. Thì nước hoa mà thực ra cũng như uống vậy, xịt ngày xịt đêm thì nó cũng hết cũng nhanh lắm, mà mình cứ dùng một mùi thì mình cũng chán, mình có nhiều mùi mình thay đổi mà đều là nước hoa chính hãng nè. Rồi tiếp, bạn gái nào tìm một mùi thơm dai, hương trà cổ điển của nước Anh pha trộn với lại hương hoa hồng, giống như các bạn này bước vào một vườn trà, các bạn ngồi một vườn hồng, các bạn ngồi thưởng thức một ly trà, cái hương thơm này nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là bay bổng. Chai này là 100 ml luôn, đang sale ha. Rồi David Beckham nè, David Beckham The Accent cũng đang sale 75 ml nè. Đó, David Beckham cũng đang sale. Rồi, đây là mùi nam tính rất là dai. Em này là mùi dạng như cũng từng một thời là bất hủ lạ, không có ở Việt Nam đâu, hầu như là không có ở Việt Nam luôn, thật sự là như vậy. Rất là lạ, Jacques Bogart. Mùi rất là lạ nha. Em này rất dai, các bạn nào nữ mua tặng bạn trai thì đảm bảo sẽ tìm ra một mùi hương mới lạ cho mình. Đây, Vanderburg Thiên Nga trắng. Em này là 100 ml. Em này đang sale nha mọi người, rẻ cực kỳ nhưng mà mùi em này là mùi nào ngọt ngào, thanh thoát, nữ tính đó, thì các bạn lấy cái chai này. Rồi thêm một em nữa, Natamia. Natamia này là mùi hương của nam, mang hương vị của gỗ, nó trầm mặc nhưng mà nó nhẹ, nó cũng ấm và nó phù hợp vào mùa đông. Các bạn trai nên tham khảo cái dòng đó. Rồi đây, dầu gội manuka flower, giúp cho tóc chắc khỏe nè, chống rụng nè,
Đó. Của Palmer chai cũng to lắm. Đấy là xịt dưỡng tóc. Xịt dưỡng tóc. Đó. Hãng này thì không có nè, không sulfat, không paraben, không không hết, nói chung là an toàn cho da đầu ha. Có cả kem ủ tóc, kem dưỡng tóc. Rồi, đây. Probiotic của baby 3 đến 6 tháng. Đây. BioSlend Cover Fresh Oil for Kids. Của chị nào thì vào nhận hàng giúp mình nha. Áo tích tắc nè, áo tích tắc của Uniqlo nè, về rồi size S nè. Rồi kính 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 chống tia UV của Uniqlo, mẫu này đẹp lắm các bạn ơi, các bạn này phải mua mẫu này nha, đeo rất là thích, mẫu này đẹp lắm. Rồi Evening Primrose Oil 1000 ml nè, 1000 mg, 400 ml luôn, trời ơi, nó to và nó nặng nặng dã man, nặng luôn, nặng lắm. Rồi đây siêu phẩm dưỡng da mới ra, Nourish Chia Seed Oil. Các bạn thì biết hạt chia lâu nay rồi, thì em này á, là một cái dạng oil để dùng để dưỡng dưỡng cấp nước và giúp da khỏe hơn. Chia Seed Oil thì các bạn đủ biết rồi, đây là hàng hữu cơ nè, không 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 không, quá trời không luôn, 100% vegan nè. Đó. Rồi Geology của chị Phúc Đạt nè, Rose Hips Antioxidant nè. Đó. Đây, dầu dưỡng tóc. Dầu dưỡng tóc siêu mượt, siêu bóng, siêu khỏe. À rồi. Sắp tới mùa đông rồi, mình thật sự là khuyên các bạn nên mua chai này để trong nhà, đảm bảo luôn. Không thể không khen chai này được, tại vì nó quá tuyệt vời. Khi mà bị đau họng, viêm họng chỉ cần một thì thôi là nó dịu liền. Và cái độ ấm của nó là giữ ngay trong cái vị trí là giữa cổ họng của bạn á, chứ không phải là như ngậm kẹo là nó chỉ khơi khơi ở phía trên. Và nó dứt cơn ho cực kỳ hay. Cái này là Manuka UMF 10 cộng một Comvita, là Manuka chất lượng nhất của thế giới. Ngoài ra nó có chứa Ingenia và cả keo ong nữa. Nó diệt khuẩn rất là hay và nó tăng sức đề kháng của mình. Nên mùa đông nhà bạn nào có con nhỏ thì càng nên dùng, người già như mẹ mình á, là mỗi buổi tối phải một thìa thì mới không có bị đờm trong cổ, không có bị thức đêm, không có bị ho khan ban đêm mất ngủ đó, thì chắc chắn nhà nào cũng phải nên có một chai này. Đây các chị đặt rồi. Rồi Rohit của bé Tạ nè, mua rồi nha bé Tạ. Rồi ship placenta, đây ship placenta của chị Loan nha. Rồi omega 369 nè, của các chị có chồng bị chàm nè. Vitamin của chị nè, chị Phương. Vitamin muôn cho người trên 50 tuổi muôn tiền ở đây nè, gói 100 ml nè. Rồi, sắp tới mùa đông luôn. Da tay bạn nào bị khô thì phải mua em này. Em này là đặc trị cho người có da tay bị khô, cấp cứu tức thì, giữ độ ẩm trong 24 tiếng. Cái này là đặc trị cho da tay khô, nhớ nha, đặc trị sale lớp tiếp này không có đắt, rất là rẻ, nhưng các bạn tranh thủ mua hàng chính hãng của Úc. Collagen được đợt vừa rồi mình thấy collagen sale, mình mới báo thì tranh thủ mua được, có kịp, có hai chai về thôi, thì em này uống quá tốt, nhưng mà bây giờ nó lại không, nó bị hết cái đợt sale đó, giá nó lại cao lắm, nên các bạn khi nào mà thấy sale mình báo sale thì phải mua nha. Collagen này là uống vào đẹp da đẹp tóc lắm nè, giảm mụn, nó chứa astaxanthin á để trắng da. Rồi nước diệp lục, em này quá quá nổi tiếng rồi, nhà mình bây giờ phải uống, tại vì để thải độc nè, ăn ăn uống hàng ngày đó có nhiều độc tố, mình thải độc nè, mình giảm mùi của cơ thể nè, mình giảm cân, mình đẹp da, mình bổ máu và giảm cái mỡ máu trong cholesterol nữa. Nói chung uống cái này hàng ngày thải độc rất là tốt, nên mình tranh thủ uống một cái này. Vị bạc hà nha. Chia acid của Nga nè nha. Rồi. Đây. Quần quần 2M, 1L, 1L. Hình như còn thiếu cái chị Tuyền ha. Đây. Quần nha, quần định hình của Uniqlo, các bạn này tranh thủ mua. Lên
Chi ơi, tìm ra cho Lan Chi cái sữa rửa mặt mà vi diệu này rồi. Thảo Ly có mua thì đặt luôn đi nha Thảo Ly. Loại này bây giờ nó khó tìm lắm. Chị cố tìm mà chị gom cho đủ free ship mua cho khách á. Chứ cái loại này bây giờ khó tìm lắm. Sữa rửa mặt trị mụn mày siêu dịu nhẹ nha, rất là tốt. Đó, đó. Thì bạn nào thì còn đến 3 lô hàng nữa. Cái nước hoa mà bữa giờ mình gom á còn còn đang chưa về, thì bây giờ chờ nó về. Còn cái này chắc chị chưa, chị mới được một vài ly thôi, chưa đủ. Chị mới được một vài ly thôi. Các bạn nào cần cái gì nữa thì nhớ báo mình nha, nước hoa rất là nhiều luôn. Rồi, thank you các bạn, cái gì cần mình thì IP mình nha.